chào các bạn. Hiện mình đang có mặt ở nhà thơ Huyễn Sĩ, quận 1, Sài Gòn. Có rất là đông người tham dự thánh lễ đêm Giáng sinh 24 tháng 12. Nhà thờ phải cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh ở bên ngoài khuôn viên của nhà thờ. Nhà thờ Huyễn Sĩ trang trí cũng rất là đẹp các bạn. Có hang đá, cây thông Noel và những ngôi sao giăng từ trên tháp chuông xuống dưới. Yeah.
đường phố Sài Gòn đêm Giáng sinh rất là đông xe. Các nhà hàng quán ăn rất đông người. Mọi người cùng đổ ra đường để chung vui không khí lễ hội Giáng sinh. Mến chúc các bạn một đêm Giáng sinh thật là vui vẻ.